Tiếp sau đây chúng ta báo về tin của một người nhập cảnh trái phép. Dạ. Cảnh sát kêu gọi bất cứ người nào biết được đứa trẻ tên là Củng Cố hoặc là tài liệu của ba nó tên là Củng Dĩ, xin vui lòng liên lạc với cảnh sát. Số điện thoại 252-7771. Dì Vân đã bán rẻ mình. Bây giờ theo hướng này nha. Ừ, được. Là cảnh sát. Madame, lại đây làm gì? Trưởng tiên kêu chúng tôi tới canh gác. Tiểu Cố. Alo, con hả? Dạ cháu là con của ổng, kêu ổng đừng có tới đây có nguy hiểm lắm. Dì Phượng đối xử với con là sao? Dì Phượng đối với con tốt, vì giữ lá thư của má trời chờ bà đó. Dì Phượng đoán bà là công an có thiệt không ba? Bà có nói dài không? Dì nói là cái này là bí mật không thể cho ai biết, nếu không con sẽ có nguy hiểm. Nhưng dì Phượng cũng nói thêm cảnh sát Hồng Kông muốn bắt ba, bà cũng là cảnh sát. Con đừng lo, cảnh sát tốt chỉ đối phó người xấu thôi, có đúng không? Anh rồi, người đánh cướp và người cứu tôi là anh. Cô bán rẻ con tôi. Tôi không có, là cấp trên của tôi. Cảnh sát Hồng Kông chỉ lo thằng trước. Bộ công an đại lục của anh không phải sao? Anh làm chuyện mờ ám, bắt vợ con của anh cũng như anh không có dám gặp ai hết. Vợ của anh nói anh là người chồng tốt, con của anh nói anh là người cha tốt. Vợ con trước khi chết kêu tôi đừng có làm bất lợi cho anh. Cô cầm đi. Hy sinh rất là nhiều, có đáng hay không? Có rất nhiều chuyện mấy bà không thể nào hiểu đâu. Madame, có chuyện gì? Madame à? Madame, mở cửa. Madame. Madame à, có sao không? Cũng dĩ có tới đây phải không? Nó ở dưới, chúng ta đuổi theo. Ờ. Làm phiền cô trao giùm tờ này cho ba của Tiểu Cố. Anh ơi, dì Phượng đưa thơ, là người bạn đã giúp đỡ chúng em. Nếu có thể, cố gắng cộng tác với cô. Trước khi em chết, cô đã hứa với em nhất định không làm gì bất lợi với anh. Chuyện anh làm tuy rằng em không hiểu, nhưng em tin rằng anh nhất định có nguyên nhân. Chỉ cần anh hứa với em, mai mốt trước khi anh làm bất cứ chuyện gì, hãy nghĩ tới Tiểu Cố trước, thì em sẽ được yên tâm. Tiểu Cố, bà của cháu kêu chú tới đứa cháu, lên xe đi. Hey, nè nè, ăn đi, ăn đi, ăn đi. Ờ, ăn đi. À, cháu à, ăn đi, ăn đi. Đây là mì xào đó, ngon lắm. Tại sao không ăn? Cảm ơn chú. Khách sáo gì. Ăn đi. Uầy, Dĩ, tại sao giờ này mới về? Hồi nãy mày đi đâu? Qua ăn khuya đi. Qua đi. Dạ.
Tự nhiên nha. Được rồi. Quầy, sao có thằng nhỏ ở đây vậy? Nó cũng là họ Cũng đó. Cũng gì? Không phải là con của mày sao? Họ Cũng thì là con của tôi sao? Như vậy cũng lợi là em gái của tôi rồi. Trương Nghệ mưu là em rể của tôi hả? Nếu vậy tôi đâu cần làm nữa. Đúng. Thằng nhỏ, ba của mày là công an, là Cũng Dĩ có phải không? Tại sao phải cho chú biết? Mày dám hỗn với tao hả? Chắc không ai vậy mà giữ cái chữ chết ra sao. Để tao dạy cho mày. Hả? Thằng nhỏ kia, mày nói tao biết đi. Tại sao mày xuống Hồng Kông? Tôi tới kiếm ba. Kiếm ba hả? Vậy bây giờ ba của mày đâu? Hả? Ở trong lòng. Mẹ mày trong lòng hả? Mày sắp bị tao đánh chết rồi. Ông già của mày không cứu mày. Ba của mày thiệt vô dụng, kêu đi chết đi. Có ngờ ông cứ đánh chết tôi đi. Tại vì ba tôi không tha cho các người đâu. Để tôi đánh chết mày. Chết nha. Để thôi. Đừng nói em. Mày thật là không sợ chết hả? Không. Mày xuống Hồng Kông làm cái gì? Kiếm bà tôi. Nói với ổng tiêu diệt hết cái bọn xấu đó. Bất cứ là trường hợp nào, quyết không nơi tay. Tôi và má tôi đồng ý việc làm của ổng. Hay lắm. Không ngờ tánh của mày còn xấu hơn tao. Thiếu chút là anh em của mình trở mặt với nhau. Nó chết là vừa. Đại ca, thằng nhỏ chết rồi. Đem cái xác của nó bỏ vô trạm rác đi. Dạ. Anh Đen, tối nay đi đâu chơi vậy? Anh nói đi. Tối nay giao hết cho mày. Dạ. Cảm ơn chủ. Ê, chìa khóa trong xe. Dạ. Tối nay chơi cho vui vẻ nha. Hơi lạnh, trở về xe lấy áo nha. Alo. Tôi tên là Phượng đây. Alo. Tôi đi vắng, nếu có chuyện gì để lại tên họ và số điện thoại. Cảm ơn. Cô Phượng, tôi là Cũng Dĩ đây. Bây giờ tiểu cô rất là nguy hiểm, xin cô lập tức cứu nó. Địa điểm là Kowloon Bay, trạm rác ở phía sau lầu công nghiệp Hoàng Thị. Cảm ơn. Lạnh ha, mặc thêm áo đi. Cảm ơn đại ca. Nè, mở cửa cho đại ca đi, mau. Cái thằng Đen nó khôn thiệt. Chưa gì đã giận gái thì cũng làm được rồi. Quê, sao đây, uống say hả? Đi chơi với dưới nha. Tôi không đi đâu đại ca, tôi muốn ăn. Thật vô dụng. Thank you.
Con à, đừng có chết nha. Con đừng chết nha. Tao thấy mày ở đây, tao rất đau lòng. Mày có biết hay không? Tại vì tao thích nhất là mày. Chưa tới phút cuối cùng tao không có bỏ cuộc đâu. Tao cộng với mày đáng lẽ là tổ hợp ảo mộng